Chào các bạn, thì bây giờ mình sẽ thực hiện mô hình FrameRank và sau đó mình sẽ thực hiện cái việc lựa chọn một trong hai mô hình là mô hình Frame hay là mô hình RAM, mô hình nào tốt hơn. Và sau khi có mô hình tốt hơn thì mình sẽ thực hiện những cái phép kiểm định sau mô hình như là phương sai thay đổi và sự tự tương quan đối với cái mô hình Frame hoặc là mô hình RAM. À, thì như trên màn hình các bạn đang thấy thì mình đã nhập liệu vào trong phần mềm Stata rồi. Và cái nguyên tắc để các bạn thực hiện mô hình Frame và mô hình RAM đó là cái mô hình hậu quy tuyến tính Boolean của các bạn nó chưa tối ưu. Nhưng mà ở đây thì mình chưa hướng dẫn cái vấn đề đấy. Mình đang tập trung vào cái nội dung của video này đó là việc thực hiện mô hình Frame RAM và lựa chọn một trong hai mô hình Frame hoặc RAM, mô hình nào tốt hơn và những cái phép kiểm định sau mô hình Frame hoặc RAM. Như vậy thì bây giờ mình sẽ thực hiện mô hình frame để cho các bạn xem. Để thực hiện mô hình frame thì các bạn sẽ gõ câu lệnh đó là xtreg, đưa biến phụ thuộc vào và cái biến độc lập theo sau. Phải FE. FE là viết tắt của chữ frame mà frame là viết tắt của chữ Fixed Effect Model. Đó là cái tên gọi đầy đủ của mô hình frame. Thì bây giờ mình bấm Enter các bạn nhé. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái kết quả nó sẽ ra đầy đủ như ở trên màn hình các bạn đang thấy ở đây. Và việc đọc kết quả thì như các bạn đã biết rồi, bên mình sẽ có những cái phần hướng dẫn đọc cái kết quả. Các bạn có thể xem những video khác hoặc liên hệ trực tiếp với mình thông qua cái số điện thoại trên màn hình để các bạn thông qua Zalo các bạn nhé. Và việc đọc cái kết quả mô hình như thế nào thì chúng ta có thể xem những cái video như mình đã nói rồi đấy. Còn ở đây mình đang tập trung vào những cái nội dung chính trong cái phần này. Thì sau khi có mô hình frame xong thì các bạn thấy rằng là mình sẽ lưu cái mô hình frame lại. Lưu mô hình frame thì mình sẽ lưu bằng cái câu lệnh là AST STO FE. Thì cái chữ FE này các bạn muốn lưu chữ khác cũng được, FE hay là FM cũng được, tùy các bạn ha. Bởi vì cái chỗ này là cái tên chúng ta lưu, tức là cái tên mà các bạn muốn đặt thôi, thì ở đây mình đặt là FA được không nào. Và sau khi thực hiện mô hình frame xong mình lưu lại nè, thì tiếp tục mình sẽ thực hiện mô hình RAM. Và để việc mà gõ cái câu lệnh cho nó thuận tiện á, thì các bạn có thể sử dụng lại cái cấu trúc câu lệnh của frame ở phía bên tay trái của màn hình. Các bạn kích vào đây nó sẽ đưa về cái câu lệnh của frame lại. Chúng ta chỉ cần sửa cái chữ FA phía sau bằng chữ RA. RA là viết tắt của chữ RAM, mà RAM thì cái đầy đủ của nó đó là Random Access Model. Thì đó là cái mô hình RAM của chúng ta với cái tên đầy đủ của nó. Và cái cấu trúc câu lệnh là nó chỉ khác với mô hình frame là cái chữ RA phía sau thôi. Rồi mình bấm Enter. Thì cái kết quả mô hình nó cũng sẽ ra như vậy, được không nào? Thì mình cũng tương tự như vậy, mình cũng sẽ lưu nó lại. Đấy, mình sẽ là ASTSTO RA. Thì cái chữ RA này là cũng do chúng ta đặt thôi, các bạn muốn đặt tên nào đó là các bạn đặt thôi ha. Đấy, và sau khi mà mình có được hai mô hình, và khi mà các bạn lưu ý á, là khi mà mình thực hiện hai cái mô hình này xong thì thực tế là trong cái bài luận chúng ta chỉ nhắc sơ về những cái chỉ tiêu cơ bản của nó thôi, chứ chúng ta không phân tích nhiều. Bởi vì thực tế rằng là khi chúng ta chạy ra hai mô hình này thì chúng ta chưa biết rằng là cái mô hình nào tốt hơn, cho nên chúng ta không cần phải phân tích quá sâu trong hai cái mô hình này. Và thậm chí rằng là khi mà chúng ta chọn được cái mô hình đó, đúng không, một trong hai mô hình chúng ta chọn được một mô hình tốt, thì chúng ta chưa biết rằng là những cái phép kiểm định sau mô hình mà chúng ta đã chọn nó có đảm bảo yêu cầu hay không. Và nếu như nó không đảm bảo yêu cầu, bắt buộc chúng ta phải thực hiện mô hình cấp cao hơn, đúng không? Cho nên rõ ràng là cái việc phân tích hai mô hình frame và mô hình RAM ở trong hai cái bước mà mình vừa thực hiện với các bạn là thực tế rằng là nó không cần thiết lắm. Đấy, thì sau khi mà mình có được hai mô hình frame và RAM rồi thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái câu lệnh để lựa chọn một trong hai mô hình thông qua cái câu lệnh đó là Hausman FRA. Đấy, và hai cái chữ FRA này ở đâu ra? Đó là do hồi nãy mình lưu hai cái mô hình frame và RAM bằng cái chữ là FA và chữ RA. Đây này các bạn thấy nè, ASTSTORA là mình lưu bằng cái chữ RA, cho nên chỗ này mình đặt, cho nên mình chỗ này mình phải gọi là RA. Còn nếu như mà các bạn lưu đó là RAM thì chỗ này các bạn phải gõ là RAM ha. Đấy, tương tự với chữ FA này, các bạn lưu cái gì thì các bạn phải gõ đúng cái đó ở trong cái câu lệnh hồ mình, được không nào? Rồi mình bấm Enter thì các bạn thấy rằng là cái kết quả nó sẽ ra ở đây ha. Thì các bạn có thể xem cụ thể hơn những cái video mà mình đã post trên kênh YouTube của mình, thì các bạn thấy rằng là trong cái bảng này nó sẽ giải thích những cái tiêu chí như thế nào
Đấy, và ở đây thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái giá trị prop G2. Ở đây mình làm video này, mình sẽ quan tâm đến cái giá trị prop G2 cho các bạn. Thì cái giá trị prop G2 này tức là giá trị P value hay gọi là giá trị SIG, đúng không? Và khi mà các bạn đổi ra phần trăm thì nó là 68,1%. Như vậy là nó lớn hơn 5%, đúng không nào? Và khi mà nó lớn hơn 5% thì chúng ta sẽ chọn mô hình trong cái cấu trúc cổ lệnh của các bạn ở đây, đó là Hausman FRA. Và khi nó lớn hơn 5% giá trị SIG thì chúng ta sẽ chọn mô hình RE, được không nào? Đấy, như vậy là mô hình RE là mô hình REM nó sẽ tốt hơn. Và chính vì mô hình RE nó tốt hơn cho nên bây giờ mình chạy lại cái mô hình RE. Đây là mô hình REM đó các bạn, được không nào? Rồi mình bấm Enter. Thì ở đây các bạn thấy là một lần nữa mình có lại cái mô hình REM. Và mình phải thực hiện việc kiểm định sau mô hình REM, đúng không? Sau mô hình REM thì chúng ta sẽ kiểm định phương xa thay đổi và sự tự tương quan để xem thử rằng là mô hình REM này nó có tốt hay không. Và đối với mô hình REM thì các bạn kiểm định phương xa thay đổi bằng cái câu lệnh là XT-0. Đấy. Còn nếu như sau này các bạn thực hiện câu lệnh Hausman FRA mà các bạn chọn mô hình FA tức là mô hình FEM tốt hơn thì chỗ này các bạn gọi là XT-3 để thực hiện kiểm định phương xa thay đổi. Còn ở đây là mô hình REM cho nên nó là XT-0 để kiểm định phương xa thay đổi. Và đương nhiên khi thực hiện những cái phép kiểm định này là các bạn nhớ chạy lại cái mô hình mà các bạn lựa chọn và các bạn cần phải kiểm định. Ví dụ như mình đã chạy lại mô hình REM rồi nè, thì bây giờ mình mới gọi XT-0, được chưa? Đấy, và sau khi gọi XT-0 thì chúng ta bấm Enter thôi. Đấy, thì các bạn thấy rằng là nó đã ra cái kết quả ở đây. Thì trong một số cái bài nghiên cứu, một số cái nhà nghiên cứu, một số cái tác giả họ thực hiện cái nghiên cứu của họ, thì khi mà thực hiện XT-0 thì người ta lại sử dụng cái cụm từ đó là kiểm định Prell-Bergen. Đấy, chứ người ta không có nói là kiểm định XT-0, họ là kiểm định phương xa thay đổi. Mà người ta dùng cái câu đó là tác giả sử dụng kiểm định của Prell-Bergen để phát hiện ra được rằng là cái mô hình REM này nó có phương xa thay đổi hay không. Đấy, đúng không? Thì ở đây các bạn thấy rằng là cái giá trị prop G2 này nó là 0%, đúng không? 0,000 đổi ra phần trăm là 0%. Như vậy là nó bé hơn 5%. Về mặt lý thuyết thì khi mà nó bé hơn 5% tức là nó có hiện tượng phương xa thay đổi, tức là nó chưa tốt, đúng không nào? Đấy, thì rõ ràng là mô hình REM này nó bị phương xa thay đổi. Và khi mà nó bị phương xa thay đổi thì chắc chắn rằng là cái mô hình này nó cũng chưa tối ưu rồi. Bắt buộc chúng ta phải thực hiện thêm một cái mô hình cấp cao hơn sau mô hình REM và mô hình FEM, đúng không? Đó là mô hình FLS, BCSE, thậm chí là GMM. Đấy, họ là mô hình 2SLS. Thì tất cả những cái mô hình đó các bạn xem trên kênh của mình để các bạn thấy được những cái hướng dẫn để làm cụ thể hơn. Và quay trở lại đây thì các bạn thấy rằng là mô hình REM của chúng ta nó bị phương xa thay đổi. Nhưng mà chưa chỉ dừng lại đó đâu, các bạn phải thực hiện việc là kiểm định xem nó có bị tự tương quan nữa hay không. Và để biết được điều đó thì các bạn phải thực hiện lại cái câu lệnh đó làm đối với mô hình REM ha, chạy lại mô hình REM một lần nữa. Đấy, sau đó các bạn thực hiện kiểm định sự tự tương quan đối với mô hình REM thông qua cái câu lệnh đó là XT-Serial. Và đưa danh sách biến thì đương nhiên chúng ta sẽ đưa biến phụ thuộc vào trước ha. Và cái biến độc lập theo sau. Đấy, rồi các bạn bấm Enter thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nó sẽ xuất hiện cái kết quả giá trị prop F ở đây là 0,2487. Như vậy đổi ra phần trăm thì nó là 24,87%, lớn hơn 5%. Về mặt lý thuyết thì các bạn thấy rằng là khi mà nó lớn hơn 5% tức là nó cũng đã bị tự tương quan, tức rằng là kết quả mô hình REM chưa tốt ha. Các bạn phải lưu ý một điều là chúng ta đã chọn được mô hình REM là tốt hơn mô hình FEM. Và khi mà các bạn kiểm định xong mô hình là bao gồm phương xa thay đổi và sự tự tương quan đối với mô hình REM, thì chỉ cần mô hình REM của chúng ta nó không đáp ứng được một trong hai về việc kiểm định, đó là phương xa thay đổi và tự tương quan, thì chúng ta phải thực hiện những cái mô hình cấp cao hơn rồi. Còn ở đây với dữ liệu mình đang làm cho các bạn thì thấy rằng là mô hình REM này nó còn bị cả hai cái mô hình luôn, nó bị cả hai cái hiện tượng luôn, đó là phương xa thay đổi và bị tự tương quan luôn. Phải rõ ràng rằng là nó chưa tối ưu để chúng ta sử dụng nó, bắt buộc chúng ta phải thực hiện một cái mô hình tiếp theo để khắc phục xem nó có tốt hơn hay không,
Đó là mô hình FGLS, và hy vọng sắp tới mình có thời gian mình sẽ thực hiện tiếp về mô hình, những cái mô hình cấp cao hơn để có được cái kết quả tốt hơn khi mà mô hình frame hoặc là mô hình RAM nó chưa đạt như thế này. Và các bạn đừng quên là subscribe đăng ký kênh của mình để xem những cái video hữu ích khác trên kênh của mình, và đừng quên hãy chia sẻ video này các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.